Vải trắng bước lên sân khấu rất là cảm động và đã rơi nước mắt. Vậy nên là thật lòng là chúc Giang dù ở Việt Nam hay là ở trời Tây thì hai người ấy cũng luôn luôn yêu thương nhau và luôn luôn sẽ có bọn tớ ở đằng sau và ủng hộ hai Giang và Khánh. Chúc mừng hạnh phúc. Chị Giang thật là em họ của chị, em xin chúc chị với Khánh luôn luôn hạnh phúc, chuẩn bị có mong mong cháu có em bé và có một gia đình hạnh phúc mãi mãi. Sự tôi đã đợi đến ngày này rất lâu rồi để được chứng kiến cái happy ending của bà và anh Khánh. Hai người đã trải qua cùng với nhau một chặng đường rất là dài. Và ở trong chặng đường đấy thì có tôi và My bên cạnh. Thực sự là khi mà ở bên nhau thì bao mình rất là vui. Nhưng mà tôi nghĩ là khi mà Giang đẹp nhất và Giang cười hạnh phúc nhất đấy là khi đang ở bên anh Khánh. Chúc hai bạn hạnh phúc. Giang là người đã giúp cho My hiểu được khái niệm anh họ chính là chồng tương lai. Nên là bây giờ My cũng rất mong muốn là Nam sẽ trở thành anh họ của My. Nhân cái ngày cưới của Giang và anh Khánh, My xin chúc Giang và anh Khánh sẽ có ngôi nhà và đứa trẻ như lời bài hát. Hãy sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, dù có khó khăn gì thì cũng cùng nhau vượt qua, như là cái thời gian 5 năm mà Giang và anh Khánh đã bên nhau, thật trọn vẹn với ý nghĩa.